Tự nhiên giờ này thấy thèm quá trời ta. Thèm cái gì ông nội? Thèm thịt mấy đứa chân dài. Ước gì giờ này con em chân dài cỡ 1m70 hen, đem vô mà nấu lẩu hen, tao cạp tới xương ống luôn. Còn mấy đứa mà tròn tròn mập mập hen, đem ra ướp mặt ong nướng một cái hen, tao cạp tới nách luôn. Con lại cha, con người ta mà cha làm như hức ăn vậy đó. Cha có khùng thì cha chết đi cha ơi. Crash, great.